Thì quay toàn bộ cho các bác là xem về cái mô hình đánh vạc bằng lưới tàng hình. Thì đây là những cái con vạc mồi mà lát nữa sẽ bày binh bối trận ra các bác này. Cái vạc này thì không phải lui, sướng cái là chỉ cắm ra là nó ở bãi thôi. Còn mấy con đứng đây là phải lui này các bác này. Đấy, dàn vạc mồi thì hiện tại là em chơi 5 con vạc xốp này. Đấy. Và 5 con vạc thật. Đấy, còn đánh lưới thì đầu tiên là các bác phải chọn lựa được cho mình là cái bàn để vạc nó xuống. Đấy, ví dụ như bàn này này, đấy, vạc nó sẽ xuống. Còn khoang lưới, cách khoang lưới thì chia sẻ cho các bác là các bác đánh tầm khoảng 7 m. Đấy, 7 m một khoang. Thì các bác có thể là khóa chữ T, khóa chữ U, đấy nó tùy thôi, tùy từng địa hình nhé. Đấy, nhưng mà cứ chạy khoang ấy, thì là các bác cứ chạy cho em 7 m một khoang. Thì con vạc nhiều khi là nó đến đây này, đến giữa bãi nó thả co chân xuống ngay ấy. Đấy, thì ví dụ các bác soi thấy nó ăn cùng vạc mồi của mình, các bác có thể là ra lùa thì cái tỷ lệ nó được nó sẽ tốt hơn. Đấy, còn lưới thì đây em sẽ quay vuông hết từ đằng sau lưng em luôn. Đấy, lát em quay sau lưng. Đấy, còn lưới đây, lưới đánh vạc này thì ở thị trường là người ta sẽ bán hai loại, một loại là 5 diềm 4 túi và một loại là 4 diềm 3 túi. Nhưng anh em phải chọn cho mình là cái thứ nhất là mắt lưới là phải 12 này và sợi lưới là 20. Đấy, và quan trọng nữa là anh em búng nó không được chạy mặt, bởi vì con vạc này nó vừa khít luôn là cái mắt lưới 12 này. Nó đạp chỉ cần 1 phân thôi là con vạc nó lọt nha anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý lưới không được chạy mặt. Và cái nữa là anh em chọn cho mình là cái dây diềm cực đúc. Đấy, bởi vì anh em muốn đánh khóa được con chim ấy, thì cái độ giãn của dây diềm cực đúc này, đấy, khi con chim nó vào nó bùng nhùng nó quấn ấy, nó giật nó có độ đong đưa nó khóa chim tốt hơn. Ở đây thì có hai con vạc vỉ. Đấy. Nhiều nơi gọi là vỉ nhưng mà em gọi là con vạc giật chân. Đấy. Loa đài thì báo cáo đối với các bác là đánh hai toa Indo ở tiếng cắn, tiếng gọi. Đấy, gọi tiếng đánh lưới. Còn có đệm thêm cái tiếng gọi nữa là trên loa chắc kèn. Đây. Loa chắc kèn thì là một đôi. Lưới chạy dài đây. Đấy, trên mặt ao là cũng có một cái nữa. Đấy, chạy dài bên kia đánh trên mặt ao. Còn vào đây quay cho các bác xem là chỗ chú mưa chú nắng đây. Còn các bác anh em đi đánh ở ngoài đồng thì biết rồi. Nói chung là nó cũng rất là vất vả. Nhưng mà cái chỗ ăn chỗ nằm của mình nó phải đàng hoàng. Tối đến thì sinh hoạt ở đây các bác này. Cọc vạc bay đây, nhưng mà đánh lưới thì chả cần vạc bay nữa. Đấy, ăn ngủ trong đây các bác này. Đấy, loa đài thì kéo điện nhà ra, đánh ở trên âm ly 263. Con âm ly này thì cái thứ nhất là đánh nó chịu bề nắp, đánh cả đêm luôn, ok cả ngày luôn. Đây âm ly đây. Đó, chỉnh bát check thì chỉnh khu vực này. Còn đánh vạc này thì chỉnh bát check thì bát các bác chỉnh về khu vực tầm 9 giờ, check lên tầm khoảng 12 giờ. Đấy, tiếng gọi, tiếng cắn thì đều ok, như nhau, đánh là được chim. Đấy. Còn về tối thì đây nhìn thẳng ở đây này các bác này, đấy, qua khe này, vạc xuống phát là ra tóm rồi, rất là đơn giản. Nói một chuyện thôi, nhưng mà đánh lưới này, mình cứ chọn được cái lưới tốt này, đánh thì nó sẽ khóa con chim nó tốt hơn anh em, nó bám chắc hơn. Năm đầu tiên chơi đánh lưới năm kia rồi anh em. Đây, học theo anh em Thanh Hóa. Đấy, nhưng mình mua lưới, mua phải người lưới ngu. Đấy, mua của người ta cũng anh em bán hàng ở trên mạng này. Nhưng người ta chỉ biết là lưới đánh vạc thôi, chứ còn sợi xiếc người ta không biết, người ta tư vấn mình là lưới đánh vạc mang về đánh. Vạc vào cứ chạy ra bắt đến nơi là nó chạy mất. Đấy, còn năm nay khôn rồi. Đấy, đánh nhiều nó cũng rút ra nhiều kinh nghiệm. Đấy, cái mặt lưới là rất là quan trọng, con chim gì cũng thế anh em ạ. Kể con rẽ run thế. Đấy, khi mặt lưới anh em chọn lựa cái mặt lưới nó không chạy. Đấy thì đánh con chim nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, còn ví dụ con rẽ run kể cả nó đạp rất là nhẹ nhưng mà nó đạp chạy mất một mắt. Đấy, nó nọt con chim xuống đến lúc các bác ra gỡ đã thấy cảm thấy tức rồi. Còn con vạc này thì thứ nhất là các bác cứ chơi cái mắt lưới ngang nhá, đừng chơi mắt lưới dọc, mắt lưới dọc là hỏng bét ấy. Mắt lưới ngang đánh nhiều thịt này. Đấy, sướng hơn. Đấy, vạc vào phát là chỉ việc chạy ra tóm gỡ quấn lắm. Nếu đánh lưới vào lưới của em đang đánh này quấn kinh khủng luôn. Đấy, bãi tổng quan đây, hôm qua vừa chiều nay mới bắt đầu hút nước anh em. Đấy, vừa câu loa đài ra, chăn chiếu còn chưa mang này. Bây giờ chuẩn bị tiến hành thi đấu thôi. Lưới này thì em đánh ở cái lưới 5 diềm 4 túi nhá. Đấy, cọc thì năm nay chơi dòng lưới này thì cũng hạn chế chiều cao quá, cọc mới có 6 m thôi anh em. Đấy, lưới này đáng nhẽ phải đánh cọc 7 m thì hợp lý hơn.
Khi con chim vào gỡ hơi vất tí, nhưng mà ý là nó trao tầm cao đã chết rồi, chưa phải xuống thấp. Đấy, bây giờ thì đi cắm vạc mồi xung quanh tí anh em. Đó. Đấy, vạc mồi đây, mấy con mồi không bao giờ phải cho ăn đây. Đấy, nhìn giống lắm anh em. Đấy, nhìn đêm sáng bàn lắm, nhìn đêm nếu nhìn xa soi xuống nhìn sáng bàn lắm, tuyền vạc già đẹp thôi. Tham gia đánh nó khoái. Anh em xem video thì đăng ký kênh cho em nhé. Đấy, thì em sẽ ra nhiều những cái video về con chim đêm này để cho các bác cùng tham khảo. Để bác nào đam mê yêu thích thì đăng ký ủng hộ kênh. Các bác ấn vào quả chuông ở bên góc trái hay góc phải màn hình video ấy. Các bác ấn vào thì nó có cái bật thông báo ấy, chuông chuông ấy, thì các bác ấn vào để đăng ký. Để ví dụ mà cân nghe em nó lên được tầm khoảng 1000 người, em bật kiếm tiền. Cái thứ hai nữa là chia sẻ những cái file tiếng nào đánh ăn, em tải lên để cho anh em tải về đánh. Nó nằm đồng này nó cũng rất là vất vả. Đấy, mua tiếng thì đắt lại không hiệu quả. Đấy, thực ra thì vụ tháng 8 thì em gọi là đầu nguồn em ở Bắc Giang. Đấy, thì ví dụ chim có đi nó ăn tiếng nào thì em có thể chia sẻ lên, thì các bác cứ đăng ký cho kênh cho em. Còn vụ tháng 3 này em test tiếng thì nó không đơn giản đâu các bác. Đấy, tiếng nào ăn phát là tối ra phát trực tiếp luôn cho các bác xem. Đấy, quay luôn cho các bác. Đấy, còn tiếng quốc ta thì nó đang ăn đấy, và tiếng đấy thì em đăng tải lên YouTube rồi, thì các bác tải trực tiếp để các bác đánh nhé. Đấy, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thế còn tù mà tù mù này, bỏ 150-200 ra đi mua tiếng hay 500-700, nhiều khi nó không ăn đâu bằng thực tế đâu các bạn. Đấy, chỗ này cho hai con. Thì bây giờ thì em đi cắm vạc đây. Đấy, các bác xem được video thì cố gắng đăng ký cho em nhé. Đấy, để bật được kiếm tiền thì ok hơn. Đấy, vừa đánh vạc vừa với YouTube đã giả tiền thì nó cũng đỡ vất vả các bác. Đấy, bây giờ chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.